Bạn thân mến, điều hối hận trong cuộc đời có lẽ chính là ngày chúng ta đừng vô tình gặp được nhau. Để rồi khi đã có được một khoảng kỷ niệm êm đềm bên nhau, lại chọn cách lặng im rời đi. Rời đi chẳng có lấy một lời ly biệt như thế. Dòng tin nhắn gửi cho người chẳng xem chẳng rép là lúc tôi cũng tự hiểu rằng từ nay về sau câu chuyện tình mập mờ này sẽ không còn kết quả. Nói một cách văn vở hơn thì là chính thức chấm dứt. Vốn dĩ đã biết trước kết quả, biết là một lần nữa mình sẽ lao vào một cuộc chơi được mất kéo dài chỉ trong phút chốc. Ấy thế mà khi tận mắt trông thấy nó kết thúc rồi, lòng tôi lại đau đớn đến lạ thường. Bởi lẽ tôi nhận ra anh là người ở trong mối quan hệ không rõ ràng này với tôi lâu nhất. 6 tháng trôi qua, tôi và anh ấy đã dành từng giờ từng phút cho nhau, chìm đắm trong bao kỷ niệm khó mà quên được. Tuy nói thời gian không ngắn cũng không dài là thế, nhưng thực ra nó đủ để tôi hiểu đôi chút về cuộc đời và tính cách của anh, đồng thời cũng lưu lại trong tâm trí mình những hoài niệm thật đẹp về thời thanh xuân ấy có một người đã từng bên tôi, cho tôi nhiều vương vấn. Ngay từ đầu vốn dĩ chẳng đặt nhiều hy vọng, bằng một cách vô tình thế nào, tôi vẫn muốn duy trì nó đến đâu hay đến đó. Biết anh còn nhớ thương người cũ, thường kể về chị ấy, một cô gái xinh đẹp đã ở cạnh anh lâu hơn tôi rất nhiều, vì một vài lý do mà hai người họ chưa tiến tới với nhau và vẫn làm bạn bè của nhau, thường liên lạc đi chơi với nhau. Có đôi lần anh còn giải quyết chuyện rắc rối của chị ấy với người yêu của chị mà chẳng hề kể tôi nghe lấy một câu. Thậm chí anh hay tìm kiếm những mối quan hệ mới và Messenger của anh ngày nào cũng bận nhắn tin với bao người con gái khác nữa. Tôi cũng vờ như không quan tâm, không biết. Chỉ cần biết rằng anh vẫn dành thời gian cho tôi, nhắn tin, gọi điện nói chuyện hàng ngày để tâm sự đủ mọi thứ trên trời dưới đất, cạnh nhau ngủ chung vào mỗi tối tới tận sáng mới tắt máy khi mà cả hai đã bắt đầu dậy tiếp tục công việc hàng ngày. Hay mỗi buổi trưa lúc anh đi làm xong, chuẩn bị ngủ trưa, phải là đúng. Khoảng thời gian ngọt ngào ấy tôi chỉ nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại lúc gọi video. Thấy anh chờ tôi trước hẻm nhà là tôi đã nhịp tim lạc đi rất nhiều nhịp. Ở cạnh anh tôi thấy vui và hạnh phúc lắm. Là một chàng trai thực tế bươn chải lo toan trách nhiệm gia đình, phải trải đời từ sớm, anh mang đến cho tôi nhiều kiến thức trải nghiệm mới lạ. Sẵn sàng giải thích cho tôi những gì tôi không biết, không hiểu, mặc dù nhiều lần tôi hỏi. Nhẹ nhàng nhắc nhở tôi khi tôi cãi cố và đôi khi chúng tôi vừa đi vừa tranh luận trên suốt con đường trở về nhà. Ngày đó rong ruổi trên khắp cung đường Sài Gòn để tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi thư giãn, anh cũng là người chỉ cho tôi biết thêm về những con đường tôi chưa từng đi qua, chưa hề biết tên. Cứ thế lặp đi lặp lại một tuần ít nhất phải gặp 1 hoặc 2 lần, vậy là đủ. Tưởng chừng như nó sẽ duy trì tới mãi mãi, hay chỉ đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ đối mặt với nhau, bày tỏ rõ tâm tình rồi rời đi trong hòa bình. Thì ngược lại, anh chọn cách tồi tệ nhất như những người trước, im lặng lờ đi tin nhắn, lờ tất cả mọi thứ chúng tôi có thể liên lạc, để rồi rời đi, để lại mọi thứ rối ren trong đầu tôi lúc này. Ngày trước khi thấy Messenger của anh online, tôi vui lắm, còn bây giờ trông thấy thì trái tim tôi cứ nghẹn lại. Và nước mắt cứ trực trào rơi đầy trên mặt, vì tôi biết từ nay về sau, mọi thứ của chúng tôi sẽ quay trở về với quỹ đạo ban đầu, hệt như thời gian chúng tôi chưa từng biết nhau. Anh sẽ về với khoảng trời tự do của anh, tôi cũng sẽ phải tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng không còn người con trai ấy gặp tôi mỗi tuần, nói chuyện điện thoại mỗi tối. Tôi không trách anh vô tâm, chỉ trách tôi quá yếu lòng, vội vàng ảo tưởng ôm hy vọng, mặc dù vẫn biết chẳng có kết quả, vẫn cố chấp lao tâm khổ trí. Ngày tháng phía trước có lẽ tôi sẽ tự vượt qua, tự lau nước mắt mỗi đêm khi nhớ về kỷ niệm, tự mình đứng dậy vượt qua mọi khó khăn của bản thân trước kia đã từng chia sẻ với anh, tự xoa dịu nỗi lòng tổn thương mỗi khi tự mình đi qua những con đường ngày trước hai đứa từng đi chung, tự an ủi trái tim thôi nghẹn ngào khi nghe lại một vài bài hát hay chứng kiến lại những thứ có liên quan đến anh. Những thói quen này vốn dĩ là anh đem tới cho tôi, để rồi giờ đây chính tôi phải tự mình xóa bỏ tất cả ra khỏi cuộc đời mình. Nói ra nghe thật dễ dàng, nhưng mấy ai hiểu rằng nó đau đớn, khó chịu, bất lực đến thế nào. Đâu đó trong tâm hồn tôi vẫn nuối tiếc rằng không còn được gặp lại anh một lần cuối để giải bày hết mọi tâm sự bấy lâu, vẫn luôn giấu kín rằng tôi rất thích anh, rất muốn cùng anh bước tới một mối quan hệ chính thức lâu dài, được tính bằng năm, bằng tháng. Điều hối hận trong cuộc đời có lẽ chính là ngày chúng ta đừng vô tình gặp được nhau.
để rồi khi đã có được một khoảng kỷ niệm êm đềm bên nhau, lại chọn cách lặng im rời đi. Rời đi chẳng có lấy một lời ly biệt như thế. Bạn thân mến, khi một mối tình đã kết thúc, chỉ còn lại những vụn vỡ của tình yêu lứa đôi, chỉ còn là những khoảnh khắc mà một người thì cứ mãi đau khổ, ôm trọn niềm đau, còn người kia thì hạnh phúc, vui vẻ sau lần chia tay đó. Và có những mối tình, một khi đã chấm dứt thì mãi mãi sẽ không bao giờ có cơ hội quay về bên nhau một lần nào nữa. Và có những mối tình, họ quay về bên nhau sau những lần đổ vỡ. Vậy một trong hai chúng ta chấp nhận cho nhau cơ hội là vì điều gì? Trong số blog của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài viết "Những khoảnh khắc giữa chúng ta, em cất lại cả rồi". Có phải là vì chúng ta còn thương nhau cho nên quay về để bù đắp những tổn thương mình đã gây ra cho nửa kia? Hay là do chúng ta đã quen cảm giác con người đó trong cuộc sống hàng ngày? Em và anh chính là cái cảm giác ấy, cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Chúng ta quen với cuộc sống có nhau, em và anh lại một lần nữa yêu nhau. Nhưng có lẽ không phải vì thương mà quay lại, chúng ta quay lại do thói quen. Em đã quen cảm giác mà đi đâu cũng được anh chở đi. Chúng ta bon bon trên con xe cùng nhau dạo phố, ngắm nhìn phong cảnh Sài Gòn hoa lệ. Dường như khi ở bên anh, em cảm thấy thật bình yên, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến. Em rất thích cảm giác được anh bao bọc, được anh chăm sóc. Và cứ như thế, dần dà, em trở nên phụ thuộc, dựa dẫm vào anh ngày một nhiều hơn. Bỗng nhiên một ngày, không còn anh bên cạnh, em thấy mình trống vắng, cảm giác thiếu mất đi một cái gì đó quá đỗi quen thuộc. Bất giác em nhận ra thứ em loay hoay tìm kiếm chính là anh, người con trai đã từng rất yêu em. Và cứ như thế, em rời xa vòng tay ấm áp của anh. Giờ em và anh chỉ còn là kỷ niệm. Em cứ ngỡ cuộc tình mình sẽ bền chặt sau những lần chia tay. Em ngỡ mình sẽ hiểu nhau hơn, nhưng có lẽ em đã sai rồi anh à. Em và anh vốn dĩ chúng ta không nên trở về bên nhau, tạo cho nhau thêm một quãng trời ký ức đẹp đẽ, vụt sáng rồi vội vàng vụt tắt như những que diêm, dù đã biết trước số phận như vẫn cháy hết mình rồi lụi tàn. Có lẽ tình yêu là như thế, dù con người ta biết rằng sẽ đau khổ nhưng vẫn mù quáng chấp nhận để được ở bên cạnh người mình yêu. Với những tổn thương mà em gánh chịu, nhưng em vẫn mù quáng xem anh là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời. Em đã phụt mất cơ hội để chính bản thân mình được hạnh phúc. Và sau tất cả, thứ mà em nhận lại chỉ toàn là sự đau thương, uất ức, là những giọt nước mắt không thể nào rơi xuống. Nó nuốt ngược vào trong, dằn xé con tim em bao ngày qua. Em cứ tự dặn mình sẽ thôi không nghĩ về anh nữa, mà em không bao giờ làm được trong những phút em yếu lòng. Nhưng mà anh ơi, bao nhiêu khoảnh khắc mà hai ta từng có, em xin gói ghém tất cả, cất vào ngăn tủ và khóa chúng lại mãi mãi. Khoảng thời gian sau đó, em luôn cân nhắc mọi thứ trước khi quen một người mới. Em sợ mình trở thành cái tổn thương, lại muốn tổn thương người khác. Em sẽ làm những điều bản thân thích, những thứ bản thân yêu theo cách riêng của chính em. Em sẽ tự tạo hạnh phúc cho chính mình, và khi em hạnh phúc thì những người xung quanh em sẽ hạnh phúc. Các thính giả yêu Blog Radio thân mến, rất nhiều mối tình bắt đầu trong khoảng thời gian hai người còn đang ở giảng đường đại học. Mối tình đầu đẹp ngọt ngào với bao nhiêu hy vọng cho một cái kết hạnh phúc. Nhưng rồi những mối tình sinh viên bắt đầu gặp phải những sóng gió đầu tiên khi quãng thời gian mới mở ra. Đó là những công việc mới, những mối quan hệ mới và những mối quan tâm mới. Một bức tường ngăn cách vô hình cứ dày lên, và rồi tình đầu cứ thế đôi khi mặc định kết thúc trong sự im lặng của cả hai người. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn của tuần này. Chuyện ngắn có tựa đề "Đợi mưa", được gửi từ tác giả Hy Tường. Mưa đầu mùa đến bất chợt và mù trời mù đất. Trời mới sáng đây đã tối bung, mây đen kéo đến cuồn cuộn rồi rơi trắng xóa cả phố phường. Dẫu sao cũng đã ướt, tôi định cắm đầu chạy thẳng nhưng cơn mưa quá lớn dẫn bước tôi vào quán cà phê nhỏ bên đường. Tôi bước vội vào trong. Bên ngoài tiếng mưa như chút nước ào ào đông đặc cả phố phường. Thế mà vừa bước qua cánh cửa, quán cà phê đã trả lại một không gian yên tĩnh và thanh bình đến lạ. Quán trang trí bằng dàn đèn lồng dịu nhẹ trên trần, những tấm vách gỗ treo đầy các khung hình và ảnh, đường phố chụp từ trên cao, những cánh hoa dại, những bóng người,
hình như chủ quán đã tự tay chụp ảnh vì anh nhận thấy góc nhìn rất cá nhân trong từng khung hình. Là một điều là không gian trong bức hình đó đều là về mưa. Thành phố ẩn hiện sau màn mưa, những cánh hoa đọng nước tươi mát. Có người vội vàng tránh mưa, lại có người thong thả để nước thấm ướt cả vai. Những bức ảnh về mưa đa dạng cả sắc thái và cảm xúc. Bản nhạc không lời như một lựa chọn hoàn hảo riêng cho không gian này. Từng nốt nhạc, từng giai điệu tràn vào cả mọi góc nhỏ trong quán. Bỗng tôi thấy lòng mình dịu lại. Tôi tìm một góc ngồi bên cửa kính. Lướt qua menu, tôi dừng lại ở cái tên quán: Đợi Mưa. Tôi bật cười vì nhận ra một điều thú vị. Ngày xưa anh rất hay ghé ngang qua con đường này. Sau này thỉnh thoảng vẫn ghé, nhưng chưa bao giờ để ý có quán cà phê nhỏ bên đường. Chắc đây không phải quán cà phê dành cho anh, vì anh sẽ không đợi mưa. Anh cũng chẳng mong chờ nó, mà anh chỉ là một vị khách vô tình ghé ngang chốn này để trú mưa mà thôi. Anh không thích mưa, dù những kỷ niệm một thời đẹp nhất cũng đã gắn liền với những ngày mưa. Lớp buổi tối tan học khá muộn, đã vậy trời lại còn mưa to. Những ngọn đèn đường trên cao nhuộm vàng cả màn mưa, tạo nên một sắc buồn ảm đạm. Tôi đứng chờ mãi, chẳng thấy cơn mưa có dấu hiệu nhỏ lại, đành uể oải khoác áo mưa rồi dắt xe đi về. Chạy được một lúc, tôi chợt để ý có bóng một cô gái khập khiễng dắt chiếc xe máy sát bên lề. Có vẻ như xe của em không nổ máy, chân em thì bị sao đó, và em không có áo mưa. Tôi chạy chậm lại sát bên em rồi gọi: Em gì ơi? Em quay lại nhìn tôi. Tôi nhận ra cô bé. Khuôn mặt em có vẻ sợ hãi, mắt em hơi đỏ. Tôi đoán là em đang khóc. Xe em bị sao vậy? Em cũng không biết nữa, xe không nổ máy. Sao em không kiếm chỗ sửa đi? Em dắt xe đi nãy giờ mà không kiếm được chỗ sửa. Em cũng không dành đường Sài Gòn nữa. Vậy em không phải người ở đây hả? Chắc giờ này mấy chỗ sửa xe họ dọn cả rồi. Trời lại đang mưa thế này, em trọ có xa ở đây không? Chỗ em trọ cách đây cũng xa lắm. Mà chân em bị làm sao thế? Lúc nãy em dắt xe trơn quá nên bị ngã, chắc là trật chân rồi anh ạ. Em ngây thơ quá. Giữa đêm tối đang mưa thế này mà lại chẳng có cảnh giác với người lạ, lại còn chia sẻ thật tình như vậy nữa. May là tôi bắt chuyện với em trước những kẻ xấu. Hỏi thăm em vậy là đủ. Tôi bước xuống xe rồi cởi áo mưa đưa cho em. Này, em mặc đi. Em tròn mắt nhìn tôi rồi xua tay. Thôi anh, em mặc anh lấy gì mà che, trời vẫn đang mưa mà. Tôi lấy thế đứng gồng lên rồi nói: Em nhìn anh như thế này mà sợ mưa sao? Em nhìn anh phì cười, nước mắt đọng trên mi nhíu lại rồi rớt ra mắt. Anh đề nghị em lên xe và chạy chậm chậm bên cạnh để anh dắt xe em về. Em có vẻ lưỡng lự nhưng cũng ngoan ngoãn vâng lời. Anh không thích mưa, lại càng không thích mắc mưa. Thế nhưng nhìn em mặt lấm lem tội như thế, anh không nỡ bỏ em lại một mình. Có anh đi bên cạnh, em an tâm hơn hẳn. Em đi học gì đấy? Em học thêm tiếng Anh. Hình như em học cùng trường với anh đó. Phải à, em học ở dãy A. Anh học dãy B, mà hình như em cũng cùng trường đại học với anh luôn. Không phải hình như mà là chắc chắn. Em học sau tôi một khóa. Ngày em nộp hồ sơ vào trường, tôi là người nhận hồ sơ mà. Thậm chí tôi còn bắt tay và cười với em, chúc em sẽ có quãng đời sinh viên thật đẹp. Lúc ấy em nhìn tôi cười tít cả mắt, vậy mà em chẳng có nhận ra tôi. Thật không hả anh? Anh học khoa gì vậy? Giọng em có vẻ rất ngạc nhiên trước sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên này. Thật ra làm gì có nhiều chuyện ngẫu nhiên đến thế. Em đâu biết sau lần gặp đầu tiên anh đã mất ngủ cả đêm. Em cũng đâu biết anh đã âm thầm quan sát em suốt từ những ngày em học đến giờ. Ngay cả đăng ký học lớp tiếng Anh này cũng là do anh muốn được gặp em nhiều hơn. Mà làm sao lớp của em đã đầy rồi, nên anh đành ngậm ngùi chuyển lớp và chỉ lén ngắm em qua ban công mỗi tối 3 năm 7 thôi. Chỉ có duy nhất một chuyện ngẫu nhiên là thực sự chính buổi tối hôm đấy. Tôi dắt xe em, còn em chạy xe tôi. Cả hai dầm mưa và đi bên nhau trên con đường vắng. Chúng tôi nói chuyện huyên thuyên như đã thân nhau rất lâu. Tôi không thấy lạnh
và cũng chẳng mệt gì. Tiếng cười của hai đứa giòn tan trong mưa. Mùa khó chịu thế thôi mà ai cũng ngóng. Cơn mưa luôn đến vào lúc người ta không chuẩn bị gì cả. Có thể là mưa to, cũng có thể chỉ thoảng qua rất nhỏ. Nhưng những cơn mưa đầu mùa luôn có thể xóa đi không gian nóng nực và oi bức và thả vào lòng người. Một chút ướt đẫm mát rượi, thế nên cơn mưa đầu tiên ấy luôn đẹp đến nao lòng. Và mối tình đầu cũng thế. Sao bữa đó em khóc? Thì em sợ chứ sao? Em chẳng biết sửa xe ở đâu, đường thì tối, trời mưa, chân em đau. Cũng chẳng quen ai, biết kiếm ai để cầu cứu. Ngốc, phải biết lên tiếng thì người ta mới biết mà giúp chứ. Nhưng làm sao em biết họ có phải người xấu không? Lỡ... Lỡ cái gì? Vậy cũng nghĩ anh là người xấu sao? Không có, không hiểu sao lúc em nhìn anh, em biết anh là người tốt. Ngốc thật, hên là gặp anh đó nha, nếu gặp người khác là không có may mắn như vậy đâu. Em nhìn anh cười tít mắt, lúc ấy anh chỉ muốn kéo cái mũi em đang vênh vênh lên trông đáng yêu vô cùng. Em vô tư cầm que kem lên rồi nhắm mắt lại cắn một miếng thật to, kem tràn lên cả hai bên mép. Nhìn em vừa nhai vừa cười tít mắt, anh vừa giận lại vừa tức cười. Anh xoay người em lại rồi dùng tay chùi nhẹ kem dính trên má em. Em ngượng ngùng cúi đầu, chẳng dám nhìn anh. Tôi nắm lấy tay em rồi nói, trời mưa lạnh đưa tay để anh nắm. Mà anh nắm tay rồi là không buông ra đâu nha, có hết mưa cũng không buông. Em đặt bàn tay nhỏ nằm yên trong lòng bàn tay tôi. Mưa rơi trên mái hiên chỗ hai đứa đang đứng, nghe cứ tí tách reo vui. Ngày anh làm lễ tốt nghiệp, em tặng cho anh một chiếc đồng hồ sang trọng. Anh không biết em phải dành bao nhiêu tiền để mua nó. Em nói đi làm cần phải chuẩn bị chu đáo thì người ta mới tuyển dụng mình. Sau buổi lễ, anh và em cùng ra khu ngoại ô sát mé sông hóng mát. Những năm tháng yêu nhau thời sinh viên của hai đứa cũng gắn liền với nơi đây. Mới đó mà đã yêu nhau hơn 3 năm, thời sinh viên cũng kết thúc, một trang mới của cuộc đời sắp bắt đầu. Thấy anh ngồi tư lự rất lâu, em tựa đầu lên vai anh rồi hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ từ ngày mai sẽ phải tích cực đi kiếm việc làm. Anh siêng thế, hôm nay vừa tốt nghiệp mà mai đã muốn đi làm à? Anh muốn kiếm việc sớm để đi làm sớm, để dành tiền, để tụi mình còn về ở chung. Ai mà thèm ở chung với anh? Em không ở chung với anh thì ai chở em đi ăn kem khi trời mưa hả? Tôi hỏi mà không cần nghe em trả lời, vì môi tôi đã đặt lên môi em một nụ hôn nóng cháy. May mắn hơn những đứa bạn cùng lứa, tôi kiếm được việc làm khá nhanh sau đó. Công việc mới cuốn tôi vào một guồng quay chóng mặt mà tôi phải khá chật vật để thích ứng. Thời gian gặp nhau của chúng tôi ít đi, nhưng tôi vẫn tranh thủ nhắn tin và gọi điện thoại cho em mỗi tối. Một ngày, tôi đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ em. Em vừa nói vừa khóc trong hoảng hốt, mẹ em dưới quê bị đột quỵ. Chiều hôm đó, tôi tiễn em ra bến xe. Tôi cũng rất muốn về cùng em nhưng công việc không cho phép. Em mồ côi cha năm 10 tuổi, người thân chỉ còn lại mẹ và đứa em trai nhỏ. Mẹ em sau cơn đột quỵ thì nằm liệt trên giường không làm gì được khác. Ngay cả việc chăm sóc bản thân mình, em về quê 2 tuần vẫn chưa thể lên lại. Anh tranh thủ mỗi cuối tuần về thăm em. Anh thấy gương mặt em hốc hác đi, em ôm lấy anh và khóc rất nhiều. Bây giờ em phải chăm sóc mẹ và thay cả mẹ chăm sóc đứa em nhỏ. Em nói rằng em định bảo lưu chương trình học 1 năm, em chỉ còn 1 học kỳ nữa là tốt nghiệp. Nhưng hoàn cảnh gia đình hiện nay thật sự khiến em không còn tâm trí. Anh chỉ biết im lặng ngồi kế bên em mà chẳng giúp gì được. Anh quay lại thành phố và lao đầu vào công việc. Hai người vẫn liên lạc với nhau hàng ngày, nhưng có vẻ một khoảng cách gì đó đang hình thành. Em không còn vui vẻ như xưa, giọng nói luôn trong tình trạng mệt mỏi. Công việc bận rộn và mới mẻ thì lấy đi nhiều thời gian và sức lực của anh. Không hiểu sao, những cuộc trò chuyện của cả hai ngắn dần. Chúng tôi dần dần không còn đề tài để nói. Em hàng ngày phải chăm sóc cho mẹ và đứa em, nấu cơm dọn dẹp. Còn anh thì cuốn vào dự án, những cuộc họp, những buổi nhậu, em dễ cáu gắt hơn. Chúng tôi thường hay cãi nhau vì những chuyện vụn vặt. Mỗi lần như thế thì em lại khóc. Em nói rằng anh thay đổi, không còn như xưa. Chúng tôi kết thúc những cuộc nói chuyện trong bế tắc. Trong thời gian đó, tôi chơi khá thân với một cô bạn đồng nghiệp trong công ty. Nàng bằng tuổi tôi, thông minh và hòa đồng. Chúng tôi khá ăn ý với nhau trong công việc và cả hai đều có những sở thích chung. Vài lần chúng tôi có hẹn đi chơi riêng.
Tôi không biết có phải mình đã thay lòng đổi dạ hay không. Tôi vẫn còn nhớ em. Nhưng dường như em không chỉ ở xa tôi về khoảng cách địa lý, mà tôi còn có cảm giác em đang ở một nơi nào đó rất xa, rất xa trong tim mình. Một hôm đang trong cuộc họp, anh nhận được tin nhắn từ em. Mẹ em mất rồi. Anh thẫn thờ chẳng biết nhắn lại gì. Tuần đó lại phải đi công tác nên không thể về quê với em. Anh nhắn với em là đừng buồn và cố gắng lo đám tang cho mẹ. Anh sẽ xuống thăm em khi xong việc. Em không trả lời lại. Khi tôi về quê em thì mọi việc đã xong xuôi vài ngày. Tôi nhìn em ngày càng tiều tụy. Chúng tôi chào nhau mà không hiểu sao như hai người xa lạ. Ngay cả đến cái ôm cũng trở nên gượng gạo. Tôi và em ngồi trước con sông đầu xóm. Nhớ lần chúng tôi ngồi bên nhau cũng cạnh một con sông ngày tốt nghiệp. Và tôi đã nói lời hẹn thề với em. Chuyện mới hơn một năm thôi, mà sao tôi có cảm giác xa xôi như dòng nước trôi vô định ngoài kia. Sau lần đó chúng tôi vẫn giữ quan hệ, nhưng mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên rời rạc, những cuộc nói chuyện tẻ nhạt. Thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng chỉ là thỉnh thoảng một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe. Một hôm em nhắn rằng sẽ không lên thành phố nữa, em cần ở lại để chăm sóc em trai. Anh định trả lời nhưng không biết sẽ nhắn gì. Và rồi em đã nhắn thêm một tin. Có lẽ chuyện chúng mình nên dừng lại thôi anh. Em và anh đều mệt rồi. Anh thẫn thờ buông điện thoại. Chuyện của chúng tôi đã thật sự kết thúc. Khoảng trống im lặng giữa cả hai đã rất lớn rồi. Nó bao quanh cả hai người mà không ai có thể phá tan được. Nó đã bắt đầu xuất hiện từ ngày đầu tiên khi tôi ra trường, khi cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi. Rồi nó lặng lặng đẩy chúng tôi rất xa, rất nhanh khi gia đình em gặp chuyện. Khi mà hai đứa chúng tôi có cơ hội ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn mà cả hai gặp phải. Chúng tôi yêu nhau từ thuở còn là những đứa sinh viên tuổi trẻ ngây dại. Tình cảm ấy đẹp và trong sáng vô cùng. Khi những biến cố lớn ập đến, tôi mới nhận ra rằng sợi dây kết nối tình cảm của chúng tôi mong manh và yếu ớt đến nhường nào. Để khi nó đứt đi rồi, tôi không có cách nào nối lại được. Ngày anh và em quen nhau là một ngày mưa. Ngày chia tay nhau trời cũng mưa. Nhưng mỗi khi trời mưa thì anh lại nhớ đến em. Nỗi nhớ ấy kéo dài đằng đẵng và cứ trở đi trở lại trong tim anh. Để giờ đây mỗi khi trời đổ mưa, nó lại lạnh và đau nhói. Anh cứ nghĩ tình cảm đó không sâu đậm. Anh cứ tưởng tình đầu chỉ là một giấc mơ đẹp, người ta có thể mơ về nó, để rồi lúc tỉnh lại có thể quên nó đi. Nhưng anh đã sai. Mỗi khi trời mưa lại nhắc tôi nhớ đến bàn tay lạnh ngắt của em ngày nào nằm gọn trong bàn tay tôi. Mưa nhắc tôi về những nụ hôn ướt mà ấm áp. Mưa nhắc tôi nụ cười em giòn tan đến như thế nào. Mưa lấp đầy vào nỗi nhớ của tôi bằng những trống vắng ngậm ngùi trong tim mình. Hóa ra người ta có thể biết bản thân yêu một người như thế nào bằng một cách mà họ không bao giờ muốn. Đó là khi họ đã đánh mất người đó. Chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Dẫu tôi rất nhớ em, nhưng thời điểm đó tôi không đủ bản lĩnh để quay lại đối mặt. Tôi không đủ khả năng để cùng em vượt qua quá nhiều khoảng cách và thử thách như thế. Theo sự trưởng thành cùng với thời gian, anh cũng đã trải qua thêm vài cuộc tình. Khi ấy mới hiểu, để có yêu một ai đó không hẳn khó, nhưng để yêu một ai đó mỗi ngày mới chính là việc khó nhất trên cuộc đời này. Những mối tình ấy cũng chẳng đi đến đâu. Chỉ còn có em vẫn như một câu hỏi không lời đáp treo mãi trong lòng anh. Những suy nghĩ miên man đưa tôi về rất nhiều hồi ức. Trời ngoài kia mưa vẫn rất to. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau rồi cầm ly trà nóng bốc hơi của cô bé phục vụ vừa mới mang ra. Quán khá vắng, trừ vài người khách đã ngồi sẵn thì chỉ có mình tôi với mục đích trú mưa từ nãy đến giờ. Tôi bắt chuyện với cô bé phục vụ. Em làm ở đây lâu chưa? Dạ gần một năm rồi. Em có biết tại sao quán lại đặt tên Đợi Mưa không? Cái tên này là do chị chủ quán đặt. Em cũng không rõ ý nghĩa của nó là gì. Em chỉ biết là chị ấy rất thích đặt những phong cách của mình và mọi thứ trong quán. Từ tên quán, phong cách âm nhạc, đến nước uống hay trang phục nhân viên, ngay cả những bức ảnh trên tường ý, cũng là chị ấy tự chụp và trang trí đấy. Tôi đi lòng vòng xem tiếp những khung ảnh trên tường. Bỗng dưng chân tôi như muốn ngã khuỵu xuống. Tay tôi run run chạm vào một bức ảnh. Đó là em,
chắc chắn là em. Tôi đã nhìn thấy em cười rất tươi dưới cơn mưa. Đằng sau em là con sông ngoại ô ngày xưa tôi và em vẫn thường hay ra đó. Tôi hỏi cô bé phục vụ, giọng lạc đi. Em, đây có phải là chủ quán không? Dạ vâng. Vậy hôm nay cô chủ sẽ ghé qua quán chứ? Dạ có, thông thường giờ này trễ đến rồi, nhưng chắc mà vì mưa nên đến trễ đấy. Tôi bần thần đứng trước tấm cửa kính của quán, nhìn ra, ngoài đường kia mưa vẫn trắng xóa. Đợi mưa, có phải em đang đợi cơn mưa ngày xưa của chúng tôi? Có phải em đang đợi một ngày nào đó yêu thương sẽ lại quay về? 10 năm rồi, liệu yêu thương có còn như cũ? Giờ cả hai chúng tôi cũng đã khác ngày xưa rất nhiều. Mưa qua bao nhiêu mùa vẫn thế. Những người đã đi qua vài cuộc tình rồi thì liệu có còn như xưa? Tôi nhìn thấy một bóng xe đang tấp vào quán. Người đó cởi áo mưa ra rồi đến nón bảo hiểm. Phải em rồi, chính là em. Em định bước vào quán thì chợt sững người lại khi nhìn thấy tôi. Đôi mắt ấy vẫn chứa đầy những thân thương ngày nào. Em mỉm cười. Tôi vội vàng đẩy cửa bước ra, lắp bắp nói một hồi. Em, sao em lên thành phố mà không gọi cho anh? Em sao rồi? Nhìn em gầy hơn hồi đó nhiều quá. Quán này là của em mở hả? Quán đẹp lắm. Em mở quán lâu chưa? Anh đi ngang qua đây rồi mắc mưa, vô tình ghé vào mới biết. Trời mưa lớn thế này, sao em không đợi tạnh hẳn hãy chạy xe như thế, nguy hiểm lắm. Em cứ đứng đó, nhìn anh và cười. Em chẳng nói gì cả. Anh phát hiện ra rằng mình thật ngốc và định mở cửa để em vào quán, thay vì cứ đứng ở đó để nước mưa văng ướt cả hai. Nhưng em kéo tay anh lại. Anh à, mình đứng ngoài đây một chút được không? Rồi cả hai đứng ngoài hiên ngắm mưa rơi. Em kể cho anh nghe về cuộc sống của mình sau khi cả hai chia tay. Những khó khăn và vất vả cũng đi qua. Em đã gắng gượng để sống tốt và luôn cảm thấy tự hào về điều đó. Em nói, trong suốt những năm tháng ấy, chỉ có một điều làm em hối hận duy nhất. Em nhìn anh và im lặng. Anh nhìn thấy chính mình trong đó. Đột nhiên, em thì thầm rất nhỏ. Em đợi cơn mưa này từ lâu lắm rồi. Lấy hết dũng khí của mình, bàn tay anh run run nắm lấy bàn tay em. Anh siết chặt và siết chặt. Tôi nghĩ rằng sẽ không buông tay ra một lần nào nữa. Dẫu em có buông tay ra thì tôi vẫn sẽ tiếp tục nắm lấy. Tình yêu như cơn mưa lặng thầm đến khi nào không ai hay biết. Để rồi khi cơn mưa tạnh, trái tim vẫn ngẩn ngơ nằm đó. Trải qua bao lâu nữa, vẫn ướt mềm chẳng thể nào hong khô. Vì tình yêu nên trái tim đã ướt, chúng ta vẫn tin rằng một ngày nào đó cơn mưa tình yêu của cuộc đời mình sẽ lại quay về. Thì ra tôi cũng đang đợi cơn mưa. Tôi không ghét mưa như mình nghĩ, chẳng qua là tôi chưa đợi được người sẽ cùng tôi đi qua những cơn mưa. Dẫu cơn mưa này có tạnh hay không, thì tôi và em vẫn đứng đó, bên cạnh nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe truyện ngắn Đợi Mưa được gửi từ tác giả Hy Tường. Liệu có ai còn đợi mình sau những màn mưa gợi nên kỷ niệm, hay mưa đã xóa hết những kỷ niệm nhạt nhòa? Ngày mai nắng ấm, anh trở về bên em. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.